Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon. Hôm nay chúng ta sẽ giải cái test 1 của bài số 5 nhé. Rồi chúng ta nghe bài nghe này. Rồi trong bài này các bạn nghe nghe Phoebe đang nói chuyện về chuyến đi của cô ấy chọn đúng sai này. Phoebe đi nghỉ mát tới Campuchia đấy. Trời rất là mát mẻ vào buổi chiều. Cái con nhỏ này nó ở gần biển. Rồi chú của cô ấy và dì cô ấy chơi bóng chuyền trên bờ biển. Cô ấy thích chuyến đi tới Bà Nà Hills nhất. Các bạn nghe. Listen to Phoebe talking about her journey. Phoebe. Hi Phoebe, how are you? Hi Jason, I'm good. I was on holiday with my uncle and aunt in July. We traveled to Vietnam to visit some friends. The country is near Cambodia and Laos. Was it hot there? It was pretty hot and sunny in the mornings, but it rained in the afternoons. That cooled down the temperature. Where did you stay? In Da Nang City. Our hotel wasn't far from the beach. What did you do there? In the mornings, we went sightseeing or climbed up some mountains. In the afternoons, we had fun on the beach. My uncle and aunt played beach volleyball well. In the evenings, we went shopping in the local market. My favorite part was our visit to Bà Nà Hills. Da Nang was an amazing city. That sounds great. See you later. Listen to Phoebe talking about her journey. Hi Phoebe, how are you? Hi Jason, I'm good. I was on holiday with my uncle and aunt in July. We traveled to Vietnam to visit some friends. The country is near Cambodia and Laos. Was it hot there? It was pretty hot and sunny in the mornings, but it rained in the afternoons. That cooled down the temperature. Where did you stay? In Da Nang City, our hotel wasn't far from the beach. What did you do there? In the mornings, we went sightseeing or climbed up some mountains. In the afternoons, we had fun on the beach. My uncle and aunt played beach volleyball well. In the evenings, we went shopping in the local market. My favorite part was our visit to Bà Nà Hills. Da Nang was an amazing city. That sounds great. See you later. Chúng ta có bài tiếp theo. Tôi nghe lại này. Chúng ta nghe đoạn hội thoại giữa Bob và Liz. Điểm chữ trống nhé. Listen to the following conversation between Bob and Liz. For each gap, write no more than 2 words or a number. Did you have a great holiday, Bob? It was wonderful, Liz. I traveled to Brazil and stayed with my aunt, uncle, and her son, Raul. Their house was near the beach. Cool. Did you play on the beach every day? No, only on the weekend. Actually, I went to school with Raul. School? Was it good? Yes, it was. The classrooms were clean, and the canteen sold delicious food. Did you get up early every day? No. The classes started at 1 p.m., so I woke up late in the morning. But Raul woke up early for his homework. Wow! What did you do after school? Well, school finished at 6:30 p.m. When we got home, we could have dinner and play games. Listen to the following conversation between Bob and Liz. For each gap, write no more than 2 words or a number. Did you have a great holiday, Bob? It was wonderful, Liz. I traveled to Brazil and stayed with my aunt, uncle, and her son, Raul. Their house was near the beach. Cool. Did you play on the beach every day? No. Only on the weekend. Actually, I went to school with Raul. School? Was it good? Yes, it was. The classrooms were clean, and the canteen sold delicious food. Did you get up early every day? No. The classes started at 1 p.m.,
So, I woke up late in the morning, but Raul woke up early for his homework. Wow! What did you do after school? Well, school finished at 6:30 p.m. When we got home, we could have dinner and play games. Rồi, chúng ta nghe lại cái việc cái bài đầu tôi chưa có nghe. Listen to the following conversation between Bob and Liz. Mùa hè năm ngoái, Bob for đã đi each đâu gap, write no more than two words or a number. Did you have a great holiday, Bob? It was wonderful, Liz. I traveled to Brazil and stayed with my aunt, uncle, and her son, Raul. Their house... Trong bài này các bạn chọn cái phát âm ED mà phát âm khác á. Wanted nè, Snyder, travel, travel the, try the, chọn câu này. Ủa, cái gì vậy? Rồi, đây. Câu 2. Blend the, work the, prepare the, play the. Câu 3. Nick did complete this. Invited, chọn câu này. Memoir, nhấn âm này. Memory, scientist, photograph, museum. Museum, âm 2. Photograph, scientist, memory, chọn museum. Tiếp theo, natural, exotic, favorite, interesting. Okay, bài tiếp theo. This Nancy travel to work. Bằng xe gì đó các bạn chọn by. By underground yesterday. Bài 11 cho mình này. What does the sign mean nhé. What does the sign mean tức là cái bảng này có nghĩa là gì? Chỉ được đi xe đạp thôi nhá, không có đậu xe hơi ở đây. Đường này dành chỉ dành cho xe đạp. Đúng rồi. Câu 12. Cái này có nghĩa là gì? Bức tranh này có nghĩa là gì? Bạn có thể lái xe ô tô trên con đường này không được nhà. Bạn không được lái xe ô tô trên con đường này. Câu này. Rồi, tìm câu bị sai. Vào chủ nhật tuần trước, Lisa đã đi đi tới công viên, tới gì? Tới gallery, tới nhà nhà trưng bày quốc gia. Nó là một trải nghiệm không thể nào quên. Bây giờ các bạn không thể xài y đây, các bạn phải xài nhỉ? Quá khứ. Rồi, trong bài này chúng ta chọn này. Khi tôi 11 tuổi, bố mẹ tôi đã đi tới chợ và gì? Và mua cho tôi một con chó 1 tháng tuổi. Tôi gọi nó là Felix. Nó có một cái gì màu bộ lông đó, màu nâu ngắn. Cái này là cái gì? Chúng ta có thể phơ lông nha. Tai thì thẳng và đuôi thì và chân thì dài. Nó có cái mặt rất là dễ thương, smart, mạnh bao, là gọi là gì ta, tinh ranh đó. Khi tôi chơi trong vườn nó gì? Nó đã theo sau tôi. Quá khứ. Khi mà tôi làm bài tập về nhà, nó nằm xuống bên cạnh chân của tôi. Nó chạy rất là nhanh và bắt côn trùng, chuột và những con rắn nhỏ, thậm chí cả chim nữa. Sau giờ học, tôi đạp xe đạp của tôi. Xe đạp. Xung quanh thị trấn và Felix rất là vui chạy theo sau tôi. Nó rất là relaxing cho chúng tôi. Ok. Relaxing đúng không ta? Đúng rồi đấy. Rồi, bài tiếp theo. Phần Lan này. Roland. Hãy đọc bài đọc và hãy đọc bài đọc về ba người và chia sẻ cái câu chuyện đi du lịch của họ. Chọn đáp án đúng. Rồi, Roland được sinh ra ở nước Anh. Khi tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi đã chuyển tới Tokyo, Nhật Bản. Và làm việc ở đó, chúng tôi đã đi thăm rất nhiều nơi thú vị. Bởi vì tôi có thể nói tiếng Nhật, tôi thường chọn đi du lịch vòng quanh thành phố một mình. Nó rất tuyệt vời. Rồi Samantha, cái nơi yêu thích của tôi, đó là cái nơi mà lạnh trên thế giới, đầy tuyết và băng. Tôi luôn luôn đi bộ bởi vì ở đó không có đường. Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi của tôi rất là cẩn thận và tôi luôn chuẩn bị tốt. Và tôi đã chụp rất nhiều, took a lot. Tôi mang rất nhiều thứ đặc biệt với tôi trong chuyến đi. Fresh. Tôi đã dành thời gian của tôi trên con thuyền. Người bạn thân nhất của tôi luôn đi cùng với tôi bởi vì tôi không có thích đi một mình. Con thuyền của tôi rất là nhỏ, vì thế tôi không thể đi tới nơi nào đó mà
mà gì? Mà con thuyền to hơn không thể. Ok là sao? Rồi chúng ta coi câu số 1. Ai đã khám phá những cái nơi mà không đi bằng xe hơi? Ai explore mà không có thể, cái nơi mà không thể đi bằng ô tô được, đó là ở cái nơi mà lạnh đó các bạn. Lạnh là Samantha đúng không? Samantha. Câu tiếp theo. Ai đã đi tới một nơi khác? Who travel with another person, đi với người khác là Fred. Tiếp theo, ai đã thought nghĩ về rất nhiều thứ để mang Roland. Ai sống ở một quốc gia khác thì chắc là Roland rồi. Rồi, không biết được mấy điểm nữa. Ai nói rằng phương tiện của ấy thì tốt hơn cái khác? Fresh đúng không? Con thuyền của nó tốt hơn. Bài tiếp theo sắp xếp đúng không? Bài này là who? Câu hỏi Who chở bạn đến trường vào thứ hai tuần trước? Câu này William Shakespeare đã viết rất nhiều vở kịch trong suốt during his life. Tiếp theo là gì đây? Bạn của tôi đã cho tôi ghi my friend bực ghê ta. My friend gave me lots gift for my birthday. Tiếp theo, hoàn thành câu. Nico didn't send email to her teacher 2 days ago. 2 days ago. Câu tiếp theo. Tôi đã gọi cho I called Harry to invite him to my birthday party. Câu tiếp theo. Why did Mark stay at home online along on his birthday? Câu này nghĩa là gì? Tại sao Mark ở nhà một mình vào ngày sinh nhật của anh ấy? Câu tiếp theo. Đặt câu hỏi cho tôi gạch chân đó. Cô White Sam đã đi một cái tour, đi tới một cái lâu đài to ở quê, và ở đâu đúng không? Where did Sam on go on a guided tour of the big castle? Câu tiếp theo. Hơn 300 người đi thăm, vậy bao nhiêu người? How many people visit London Transport Museum every year? Rồi, when did the museum first open? It takes 7. How long does it take from the railway station
to the museum. Rồi xong bài nhé. Oh my god. View the answer các bạn. Tab grid này. Chờ nó bắt mình ghi như thế này mới đúng các bạn ơi.